việc Tổng thống Putin trực tiếp triệu tập 5 chỉ huy cấp lữ đoàn là một động thái vô cùng hiếm thấy. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kịch chiến Kursk, ông Putin trực tiếp triệu 5 chỉ huy chuẩn bị phản công, lộ diện lá bài phân thắng bại. Novorodica sụp đổ, quân Kiev tháo chạy. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập 5 chỉ huy quân sự hàng đầu để chuẩn bị cho cuộc phản công quan trọng tại Kursk. Tình hình cơ bản tại Kursk. Mở đầu bài viết 163 bình luận về tình hình quân lực của Nga tại Kursk trước khi Ukraine phát động tấn công. Theo đó, toàn bộ quân đội dã chiến của Nga đều tập trung ở tiền tuyến Nga-Ukraine. Nga hoàn toàn có thể mở rộng quân đội thêm 1 triệu người, nhưng họ không thể cung cấp đủ xe tăng, pháo, xe bọc thép và các vật tư khác cho 1 triệu người này. Không có đủ trang bị và vật tư, dù có đông quân cũng vô dụng, chỉ là đi vào chỗ chết. Tại Nga, mọi người đều nghe về việc dòng chảy thép của quân đội Nga đã tràn qua Ukraine như thế nào, nhưng chưa kịp đánh bại quân đội Ukraine thì họ đã nghe tin Kiev điều lực lượng tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Đã hơn 20 ngày trôi qua, quân đội Nga vẫn chưa giành lại được những vùng đất để mất. Trước tình hình đó, theo 163, Tổng thống Putin đã trực tiếp triệu tập 5 chỉ huy quân sự hàng đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh Ukraine-Nga bùng nổ. Ông Putin trực tiếp triệu tập các chỉ huy quân sự cấp lữ đoàn từ tiền tuyến. Lệnh triệu tập đặc biệt. Ông Putin triệu tập 5 chỉ huy cấp lữ đoàn quân đội Nga đến Kursk nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc phản công. Theo quy trình, việc Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Gerasimov triệu tập các chỉ huy cấp lữ đoàn đã là rất hiếm thấy, bởi thông thường chỉ cần chỉ huy khu vực chiến trường Kursk triệu tập là đủ. Thế nhưng lần này, 5 chỉ huy cấp lữ đoàn còn được ông Putin trực tiếp triệu tập, điều đó cho thấy tầm quan trọng của chiến dịch phản công này. Về cơ bản, đây là một chiến dịch quân sự buộc phải thành công. Ông Putin đã yêu cầu 5 vị chỉ huy quân sự phải nhanh chóng giải quyết trận chiến, đồng thời tiếp tục gia tăng áp lực ở mặt trận Donbas. Các chỉ huy đã báo cáo tình hình chiến đấu ở hướng Kursk với Tổng thống Putin bao gồm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 51 của Sư đoàn Dù 106, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Dù 56 thuộc Sư đoàn Dù 7 cận vệ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn đặc nhiệm 11, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hải quân 155 của Hạm đội Thái Bình Dương và chỉ huy Lữ đoàn Hải quân 810 của Hạm đội Biển Đen. Đội quân tinh nhuệ của Nga. Lữ đoàn đặc nhiệm 11 tinh nhuệ đã được điều động trực tiếp đến chiến trường Chasovia Donbas. Trong khi đó, Lữ đoàn Hải quân 155 của Hạm đội Thái Bình Dương được điều động từ chiến trường Vorchan phía Bắc Kharkov. Lữ đoàn 51 của Sư đoàn Dù 106 được điều động từ hướng Chivas. Lần này, ông Putin không giao nhiệm vụ cho bất kỳ lực lượng bộ binh cơ giới hay lực lượng thiết giáp nào, mà tất cả đều là quân dù và hải quân tinh nhuệ. Đây đều là những đơn vị tinh nhuệ nhất trong quân đội Nga. Với ngân sách quân sự hạn chế hàng năm, lực lượng tinh nhuệ thực sự của Nga là lính dù, tập đoàn quân cận vệ xe tăng số 1, tập đoàn quân số 58 và các đơn vị như Wagner. Chiến lược quân sự của Nga là sử dụng kho vũ khí khổng lồ từ thời Liên Xô để hỗ trợ các đơn vị tinh nhuệ đột phá, sau đó các đơn vị bộ binh cơ giới sẽ tiến lên từ từ để củng cố chiến thắng. Trận chiến ở Kursk không dễ dàng kết thúc. Khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, nhiều người cho rằng Ukraine sẽ thua nhanh chóng. Tuy nhiên, trong cuộc chiến, quân đội Ukraine đã cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Do đó, trận chiến ở Kursk không dễ dàng kết thúc. Hiện tại, về cơ bản, đà tấn công của quân đội Ukraine ở chiến trường Kursk đã bị Nga kiềm chế. Tuy nhiên, để đẩy lùi hoàn toàn quân Ukraine ra khỏi Kursk, quân đội Nga có thể sẽ cần tiếp tục chiến đấu thêm vài tháng nữa, có thể đến cuối năm. Không chừng quân đội Ukraine vẫn sẽ ở lại Kharkiv để đón năm mới, trong khi quân đội Nga tập trung vào việc ném bom trụ sở hậu cần của quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy. Nhưng Ukraine khó có thể thực hiện hành động lớn. Tuy nhiên, chỉ cần lực lượng không quân vũ trụ Nga tiếp tục áp chế và phá hủy trung tâm tiếp tế của quân Ukraine ở tỉnh Sumy, thì quân đội Ukraine trong lãnh thổ Kursk sẽ không thể thực hiện những hành động lớn. Hiện tại, quân đội Ukraine đã dùng hệ thống tên lửa HIMARS để phá hủy 5 cây cầu ở Kursk. Một mặt, họ ngăn chặn đường rút lui của quân đội Nga. Mặt khác cho thấy quân đội Ukraine không có ý định tiếp tục tiến lên phía Bắc, mà chuẩn bị phòng thủ tại chỗ, mở rộng khu vực kiểm soát từ từ. Mục tiêu quan trọng của quân đội Nga lúc này là phá vỡ phòng tuyến Kadanohodika ở Donbas. Đây là lá bài quan trọng. Một khi Nga giành quyền kiểm soát Kadanohodika, chiến trường chính sẽ quyết định thắng bại. Khi đó, quân đội Ukraine ở hướng Kursk sẽ không còn ý nghĩa chiến thuật. Tình hình đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với Ukraine ở Adyukaya Pokrov.
quân đội Nga đã chiếm được thành phố Novodadika và tiến hành thêm các hoạt động tấn công hữu hiệu ở phía nam. Novodadika sụp đổ, quân đội Ukraine tháo chạy. Hôm 27 tháng 8 có thêm nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là các sân bay ở phía Tây ngày càng bị tập kích dồn dập, tuy nhiên có rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Theo hướng Kursk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại các thị trấn, nhưng không có đột phá lớn nào ở đây. Ở mặt trận Kupiansk, quân đội Nga phát triển theo các cánh đồng phía Tây, Vichen và hiện chỉ còn cách con sông vài km. Trên hướng Torezh, quân đội Ukraine đang rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Slaka. Động thái này được đánh dấu bằng cách bắt đầu một cuộc phản công gần các vị trí của quân Nga, có lẽ là để mở đường máu nhắm vào tháo chạy. Tuy nhiên, quân Nga cũng đã giành được lợi thế ở đây tại khu vực gần mỏ phía Bắc. Tại trục Adika Podrov, tình hình đang trở nên ngày càng nguy cấp. Lực lượng Moscow đã chiếm được thành phố Novohodadika và đang tiến thêm các hoạt động tấn công hữu hiệu ở phía Nam, nơi mũi xung kích tiên phong của họ đã ở gần Stelidov. Tình hình của Ukraine xấu đi nhanh chóng ở Podrov. Trên trục Adika Podrov, lực lượng Moscow đã kiểm soát gần như toàn bộ Novohodadika và tiến về Minograd và Selidovo. Gần Podrov, tình hình của lực lượng Kiev đang xấu đi nhanh chóng khi quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn Novogrodovka và việc đánh chiếm nốt một phần nhỏ ở phía bắc thành phố chỉ là vấn đề trong tương lai gần. Ukraine rút chạy về phía Minograd, để lại nhóm quân chặn hậu ở ngoại ô phía bắc thành phố trên bãi thải số 2, nhưng dường như họ sẽ không trụ ở đó được lâu. AFU đã từ bỏ khu định cư láng giềng Nikolaevka, mở ra con đường cho lực lượng Moscow thẳng tiến tới Minograd. Ở phía nam Novogrodovka, lực lượng Kiev cũng tháo chạy khỏi làng Marinovka, lùi về xa hơn nữa đến vùng ngoại ô Selidovo nhằm tăng cường lực lượng đồn trú bảo vệ thành phố này. Ở phía đông Selidovo, quân đội Nga đã dọn sạch hoàn toàn Kalinovo, sau đó họ tiến vào làng Memelit. Bằng cách này, họ đã tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với AFU ở Kaloka, nơi mà đối phương nhiều khả năng cũng sẽ sớm từ bỏ. Ukraine thất thủ hoàn toàn ở Kotianitka. Đêm qua 27 tháng 8, có báo cáo rằng lực lượng Moscow đạt được những bước tiến đáng kể theo hướng Nam Donetsk, thị trấn Kotianitka, nơi đã diễn ra giao tranh từ đầu tháng 7, đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của họ. Theo đoạn phim đã công bố, lá cờ Nga được kéo lên ở vùng ngoại ô phía tây đường Stateka. Ít nhất 3 video như vậy đã xuất hiện ở các khu vực khác nhau của ngôi làng trong suốt cả ngày. Việc quân đội Nga phát triển tương đối thuận lợi ở Kotitinika cho thấy sự vắng mặt của các đội hình Ukraine ở cả phía bắc và phía nam khu định cư. Đặc biệt, AFU đã rút lui rõ ràng khỏi đoạn đường cao tốc T-0524 từ Kotitinika đến Solenenka, Guli. Tình hình ở bờ bên kia sông Sukhijali vẫn chưa rõ ràng, ít nhất là Nga đang dọn sạch các nhóm quân Ukraine. Khả năng cao khu vực này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Moscow. Bên cạnh đó, cũng có bằng chứng về sự tiến công của Nga gần với Iraja Guli, một lá quốc kỳ đã được kéo lên tại cứ điểm của lữ đoàn cơ giới số 72 Ukraine, nằm trên đường cao tốc T-0524. Trước đó, một số cuộc không kích đã được thực hiện vào các vị trí của đối phương, làm hư hại các công sự do AFU xây dựng và cho phép lực lượng Moscow kiểm soát được cứ điểm này. Tình hình hiện tại cho thấy cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng của AFU. Thay vì cố gắng ngăn cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga ở các khu vực có vấn đề, thì họ lại tham gia vào cuộc phiêu lưu Kursk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hướng Podrov nóng nực. Báo cáo tối 27 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua đã xảy ra 125 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó tình hình nóng nhất vẫn diễn ra ở hướng Podrov, nơi đối phương đã tấn công 36 lần. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Lymensk, Sovetsk, Kramatorsk, Todesk, Kudakovsky, Vademovsky, Odekov và Dnipro. Các hướng khác không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Theo hướng Podrov, kể từ đầu ngày 27 tháng 8, 36 trận chiến đã diễn ra. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công. Trong 24 giờ qua, 266 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa theo hướng này. 110 người trong số đó thiệt mạng, một khẩu lựu pháo, một súng phòng lựu, 3 UAV và một đơn vị thiết bị đặc biệt cũng bị phá hủy. Ngoài ra, một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo binh và 4 xe cơ giới của Nga đã bị hư hại, báo cáo viết. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!